vấn đề cả đoàn. Trong công việc là tinh thần là soạn bài hát rồi tập hát cho anh chị em để ca ngợi Chúa, thì bữa nay thì đặng xin tặng một cái kính qua cho tất cả những người là sinh nhật trong tháng 6 này. Nghe nghe nhột nhột quá nghe. Rồi vậy là hết. Thì bởi vì trong cái quá trình ghi ghi lại thì đôi khi cũng sơ sót, thì xin vậy thì tất cả chúng ta cùng hát bài hát với đây nha. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em ở đây, và nhất là những người đại diện khích lệ tinh thần, đó là anh Sơn, rồi anh Long, đó là Tư, rồi cũng như là tất cả trong gia đình, người vợ cũng như là người chồng trong gia đình Ca Viên cũng đã tham gia tất cả những buổi tiệc, thì đó là một niềm khích lệ tinh thần đối với tất cả anh chị em Ca Viên, và hy vọng rằng cái sự đóng góp và sự tinh thần nhiệm vụ này sẽ kéo dài, kéo mãi và càng ngày càng gắn bó thêm. Một lần nữa thì xin tất cả chúng ta cùng vui trong ngày trên này. Rồi tiếp theo thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đóng góp những sức ăn để cho buổi tiệc hôm nay được linh động, rồi cũng là một sự niềm chia sẻ trong gia đình chúng ta từ tinh thần cũng như vật chất. Rồi xin tiếp theo thì xin mời anh Sơn để đọc kinh để xin Chúa lên bán và xin là sức mạnh. Cho nên bạn phép lành của anh kìa. Chị đang nó thọ, chị đang nó thọ. Đấy, quay xong. Thì theo cái lời cha là đầy đủ tất cả mọi người, thì chúng ta muốn xin nhà. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nơi cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Thì tiếp theo thì cũng xin đại diện ca đoàn xin chân thành cảm ơn anh Long và chị Long cũng đã hy sinh, đã dành cái địa điểm, chọn cái địa điểm của nhà của anh chị rất là ấm cúng, và để cho ca đoàn chúng ta thường gặp nhau để chia sẻ niềm vui tất cả những người dân của tiệm lớn cũng như nhỏ. Một lần nữa xin chúc cả công bộ hậu và ban sự bình an cho gia đình của anh chị, cũng như tất cả con cháu của gia đình luôn luôn. Xin tất cả chúng ta cùng tham gia buổi tiệc vui vẻ và ngon miệng. Xin mời các bạn.